Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Thưa quý vị, sau phiên làm việc thứ nhất vào chiều qua, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 bước sang ngày làm việc thứ hai với phiên khai mạc trọng thể vào sáng nay, ngày 13 tháng 8. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh LA34 và các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Đến dự đại hội về phía Trung ương có Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu. Về phía tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An Nguyễn Chăn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa 9 Trương Văn Nọ nhấn mạnh, đại hội lần này có ý nghĩa rất quan trọng, có nhiệm vụ đánh giá toàn diện tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc tỉnh nhà, kết quả thực hiện chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024. Đoàn Chủ tịch đại hội đề nghị đại biểu cần phát huy tối đa trí tuệ, nắm bắt kịp thời những thuận lợi, khó khăn, thời cơ, thách thức, nghiên cứu thảo luận, đề xuất nhiều giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, tạo đồng thuận xã hội, tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Củng cố phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao hơn nữa đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Long An giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, thay mặt đoàn chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù còn nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, sự hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An khóa 9 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể đã có 7 trên 7 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, cả 5 chương trình hành động và 1 nội dung đột phá đều đạt kết quả quan trọng, toàn diện. Trên tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đã đề ra 2 nội dung đột phá, 10 chỉ tiêu chủ yếu và 6 nội dung chương trình hành động trong nhiệm kỳ mới. Trong tháng 7 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt hơn 937 tỷ đồng, tăng 7,41% so tháng trước và giảm 13,23% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 724,66 tỷ đồng, tăng 8,57% so tháng trước và giảm gần 17% so cùng kỳ. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt gần 212,40 tỷ đồng, tăng 3,66% so tháng trước và tăng 2,52% so cùng kỳ năm trước. Tính chung lũy kế 7 tháng đầu năm 2024, vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý ước đạt trên 4.614 tỷ đồng, tăng 18,12% so cùng kỳ năm trước. Trong thời gian tới, tỉnh tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, có hiệu quả trong thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn mình quản lý, quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ tích cực để các nhà đầu tư triển khai nhanh các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị, nửa đầu năm nay, Việt Nam nhận 57 cảnh báo từ EU về an toàn thực phẩm và kiểm dịch động thực vật, gọi tắt là SPS, đối với nông sản, tăng hơn 80% so với cùng kỳ năm 2023. Trong số này, thành phố Hồ Chí Minh chiếm nhiều nhất với 23 cảnh báo. Các mặt hàng nông sản, thực phẩm, thủy sản của Việt Nam bị EU cảnh báo thời gian qua, bao gồm rau quả, gia vị và sản phẩm có nguồn gốc thực vật, thanh long, ớt, quế, đậu bắp, chôm chôm, sản phẩm thủy sản, cá, mực, tôm, ếch, ngao, sản phẩm chế biến khác, tinh dầu húng quế, mứt dừa, bánh phở. Việc EU tăng số lượng cảnh báo khiến tần suất kiểm tra biên giới của nông sản tăng. Để giảm thiểu tình trạng bị cảnh báo an toàn thực phẩm, văn phòng SPS Việt Nam khuyến nghị các vùng trồng, vùng nuôi cần tuân thủ các quy định của Việt Nam về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kháng sinh, tuân thủ và cập nhật biện pháp về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh của thị trường nhập khẩu,
các doanh nghiệp, cơ sở đóng gói, sơ chế, chế biến cần tuân thủ và thường xuyên cập nhật các quy định của Việt Nam và thị trường nhập khẩu về an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh trong quá trình sản xuất. Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục, tạo điều kiện học tập tốt nhất cho thế hệ trẻ và góp phần xây dựng một Long An văn minh hiện đại. Những năm qua, tỉnh Long An đã quan tâm huy động nhiều nguồn lực để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, dạy nghề. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2021-2023, tỉnh Long An dành khoảng 13.473 tỷ đồng để đầu tư cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề cùng sự nghiệp văn hóa thông tin, chiếm 11,18% tổng chi ngân sách địa phương. Tiếp nhận 9 dự án viện trợ phi chính phủ với tổng số tiền hơn 6,6 tỷ đồng, một dự án xã hội hóa lĩnh vực giáo dục đào tạo và kinh phí vận động xã hội hóa số tiền 409 tỷ đồng, trong đó kinh phí lĩnh vực giáo dục đào tạo chiếm khoảng 98%, tương đương hơn 403 tỷ đồng. Với những nỗ lực không ngừng, Long An đang từng bước khẳng định vị thế của mình trong việc đầu tư cho giáo dục. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho thế hệ trẻ hôm nay, mà còn góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho tỉnh nhà. Bảo hiểm xã hội tỉnh Long An phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Hướng Thọ Phú tổ chức hội nghị tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình cho người dân trên địa bàn xã. Các đại biểu được cán bộ bảo hiểm xã hội tỉnh Long An truyền đạt những vấn đề liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, các quyền lợi được hưởng khi tham gia. Bên cạnh đó, hội nghị đã nghe và giải đáp những băn khoăn vướng mắc liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Thông qua hội nghị, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, từ đó góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn xã Hướng Thọ Phú. Sáng nay, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh phối hợp cùng tỉnh xã Ngọc An trao tặng 300 phần quà cho người khiếm thị trong toàn tỉnh Long An. Với mong muốn chung tay giúp đỡ người yếu thế trên địa bàn, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh vận động tỉnh xã Ngọc An, phường 2, thành phố Tân An tài trợ nhiều phần quà thiết thực dành cho người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí 180 triệu đồng. Theo đó, mỗi phần quà trị giá 600.000 đồng, bao gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt, được trao tặng cho 300 hội viên khiếm thị, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Lâm vào hoàn cảnh cũng khó khăn thì càng khổ hơn nữa, hơn người mất sáng nhiều. Cho nên sư cô đặc biệt quan tâm đến người khiếm thị và mong rằng mỗi lần nhận quà như vậy thì họ tăng lên một niềm vui, giúp họ có ý chí, nghị lực mạnh mẽ để sống bước tới dương tới trong xã hội, hòa nhập cho xã hội để không có có mặc cảm là người bị bỏ lại sau lưng. Được biết đây là hoạt động thường niên và đã duy trì hơn 20 năm qua, nhất là vào ba dịp đặc biệt trong năm như Tết, lễ Phật Đản và lễ Chu Lan. Qua đó tiếp thêm niềm tin động lực giúp những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tân Hưng và huyện Đoàn phối hợp với đơn vị tài trợ đến trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Thạnh Hưng. Tại đây, đại biểu cùng đơn vị tài trợ tiến hành trao 62 phần quà cho 62 hộ dân thuộc đối tượng hộ nghèo và cận nghèo đang sinh sống trên địa bàn xã Thạnh Hưng. Quà gồm gạo, mì tôm cùng các nhu yếu phẩm cần thiết khác, trị giá mỗi phần là 350.000 đồng. Những phần quà trao tặng lần này không chỉ giúp các đối tượng giảm bớt phần nào khó khăn và tiếp thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, mà qua đó còn góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo trong quá trình xây dựng nông thôn mới mà địa phương đang hướng đến. Ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Long An do đồng chí Nguyễn Thành Thanh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra mức độ đạt tiêu chí đô thị văn minh tại thị trấn Tầm Chu, huyện Châu Thành. Sau 2 năm xây dựng đô thị văn minh, thị trấn Tầm Chu đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, cơ sở hạ tầng được đầu tư cơ bản hoàn thiện. 21 trên 21 tuyến đường được nhựa hóa và bê tông hóa. Các tuyến phố chính đều có vỉa hè, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh. Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ, khu dân cư mới được đầu tư xây dựng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và dân sinh. Cảnh quan đô thị khang trang sạch đẹp. Tại hội nghị, các thành viên ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh thống nhất, thị trấn Tầm Chu đạt các tiêu chí đô thị văn minh. Bên cạnh các gian hàng chính, hội chợ Tự hào hàng Việt Nam năm 2024 đang diễn ra ở công viên phường 3 thành phố Tân An từ ngày 10 cho đến ngày 18 tháng 8, còn thu hút khách tham quan, đặc biệt là trẻ em.
Bởi khu trực check-in tại trường Hoa Anh Đào đầy ấn tượng. Không giới thiệu bài bán sản phẩm như 400 gian hàng khác, nhưng khu vực này lại là điểm hẹn khó có thể bỏ qua khi khách đến hội chợ. Trong đó nổi bật là hóa trang cosplay, nhân vật phim hoạt hình, phim ảnh như gấu trắng khổng lồ, King Kong, robot hay chú hề. Thì tôi tham quan khu này tôi thấy nó cũng mới lạ, nó đẹp, chụp hình kỷ niệm rồi cũng vui. Chứ có nhiều thú rồi cũng thân thiện cho em bé chụp hình rồi. Ngoài việc đầu tư về quy mô, khu vực check-in này còn được đơn vị tổ chức thi công trong khoảng 10 ngày, chú trọng chất lượng để đảm bảo an toàn cho khách hàng an tâm trải nghiệm khi tham quan hội chợ. Đây là một khu vực là gọi là Hoa Anh Đào. Thì Hoa Anh Đào là có nhiều cái hình thức lễ hội. Về kinh công á, thì công ty á là nhập từ bên nước ngoài về, là hiện tại là đang kinh công là đang người đầu tiên của Việt Nam mà nhập về từ bên nước ngoài về. Rồi nhiều những cái tiết mục như là robot rồi mẫu thái rồi cho những lạ để cho khách người ta tham quan, tạo một cái điểm hút, điểm nhấn của chợ mình. Không chỉ có tạo hình nhân vật, những người mẫu hóa trang thành nhân tượng hay giả tượng bằng cách sơn màu khắp cơ thể và đứng im hàng giờ cũng là nét độc đáo, góp phần thu hút khách tham quan mua sắm. Nhân kỷ niệm 75 năm thông qua 4 Công ước Geneva 1949 về luật nhân đạo quốc tế 12 tháng 8 1949, 12 tháng 8 2024, hôm qua, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đã kêu gọi tất cả các nước tôn trọng những nội dung trong Công ước, cũng như nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc bảo vệ nhân loại giữa những cuộc xung đột. Trong những năm qua, Công ước Geneva 1949 gồm Công ước về cải thiện tình trạng của thương bệnh binh thuộc lực lượng vũ trang chiến đấu trên bộ, Công ước về cải thiện tình trạng của những thương binh, bệnh binh và những người bị đắm tàu thuộc lực lượng hải quân, Công ước về việc bảo hộ thường dân trong chiến tranh và Công ước về bảo vệ tù binh trong chiến tranh đã đóng vai trò là cơ sở cho luật nhân đạo quốc tế điều chỉnh các cuộc xung đột vũ trang. Các công ước trên đã góp phần hạn chế đau thương, mất mát cho những đối tượng không tham gia vào xung đột vũ trang và phục hồi phẩm giá cho những người không còn là một bên tham chiến, đồng thời đặt ra giới hạn đối với các loại vũ khí và các cách thức sử dụng trong xung đột vũ trang. Theo Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế, kỷ niệm 75 năm ký kết các công ước Geneva chính là cơ hội để tất cả các quốc gia tiến hành các biện pháp cụ thể, tiếp tục cam kết về nhân loại, đảm bảo thực thi luật nhân đạo quốc tế. Hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cam kết đánh giá những diễn biến hiện tại ở khu vực biên giới với Ukraine, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ hỗ trợ người dân đang bị ảnh hưởng. Cam kết trên được Tổng thống Putin đưa ra trong cuộc họp về tình hình tại các tỉnh Kursk, Belgorod và Bryansk trong bối cảnh Ukraine triển khai tấn công vào khu vực này. Tổng thống Putin cho biết, nhiệm vụ hiện nay của Nga là đẩy lùi quân đội Ukraine, đồng thời chỉ thị các cơ quan dân sự tại khu vực này hỗ trợ các lực lượng an ninh làm nhiệm vụ. Nhà lãnh đạo Nga cũng tuyên bố sẽ không hòa đàm sau những động thái mới của Kiev. Ukraine đã triển khai chiến dịch tấn công quy mô lớn nhằm vào khu vực Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Hôm 9 tháng 8, Ủy ban chống khủng bố quốc gia của Nga áp dụng các biện pháp an ninh tại 3 tỉnh trên để đảm bảo an toàn cho dân thường và ngăn chặn các cuộc tấn công, bao gồm việc di dời người dân đến các khu vực an toàn. Australia cho biết nước này đã ký thỏa thuận với Mỹ và Anh về trao đổi các bí mật công nghệ và vật liệu hạt nhân trong khuôn khổ Hiệp ước AUKUS. Đây là bước đi quan trọng tiến tới việc trang bị cho Hải quân Australia tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Thông báo của Bộ Quốc phòng Australia cho biết lễ ký đã diễn ra vào tuần trước tại thủ đô Washington DC của Mỹ và được trình lên Quốc hội Australia trong ngày hôm qua. Theo thỏa thuận, Australia sẽ chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cùng chất thải phóng xạ từ các đơn vị điện hạt nhân được Mỹ và Anh chuyển giao theo thỏa thuận. Trong trường hợp các đối tác bị quy trách nhiệm pháp lý về rủi ro hạt nhân từ việc vận chuyển vật liệu hạt nhân đến Australia, nước này sẽ phải gánh phần chi trả các bồi thường thiệt hại. Hôm qua, Bộ Nội vụ Anh cho biết lực lượng an ninh nước này đã phát hiện hơn 700 người di cư mạo hiểm lên 11 chiếc thuyền nhỏ để vượt eo biển Manche từ Pháp sang Anh. Đây là con số cao nhất được báo cáo trong một ngày, trong bối cảnh Anh và Pháp đang nỗ lực kiểm soát nạn di cư trái phép ở eo biển Manche. Trước đó, giới chức Pháp cho biết hai người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt eo biển nối với Anh, nâng tổng số người thiệt mạng trong hành trình nguy hiểm này lên 25 người kể từ đầu năm nay.
Trong giai đoạn này, nước Anh đã phát hiện hơn 19.000 người di cư trái phép qua eo biển Manche, cao hơn 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Hồi giữa tháng 7 vừa qua, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã cam kết tăng cường hợp tác trong việc kiểm soát di cư trái phép và chống lại các băng đảng tội phạm đứng sau các vụ vượt biển bằng thuyền. Hai nhà lãnh đạo cũng kêu gọi sự phối hợp của các nước châu Âu khác để ngăn chặn hiệu quả các vụ buôn người.